Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Điểm Phim cuối tuần cùng với Sophie Bảo Trân và Hằng Ni. Vừa rồi trong phần 1, quý vị vừa xem qua clip giới thiệu của phim The Dressmaker. Và Bảo Trân được biết đây là một bộ phim được trình chiếu từ năm trước, nhưng mà vì rất là nhiều người yêu cầu cho nên là các rạp studio sẽ trình chiếu thêm một lần nữa cho quý khán thính giả xem. Và Bảo Trân biết là Hằng Ni đã từng xem phim này rồi. Vậy thì sau khi xem lại cái clip giới thiệu này thì Hằng Ni có nhớ về phim này và có giống như là muốn khuyên quý khán giả muốn xem hay không không? Chắc chắn là bộ phim này quý vị nên xem, là tại vì cái bộ phim này nó hay lắm. Nó The Dressmaker nói về những cái bộ trang phục vô cùng lấp lánh và glamorous, những cái bộ trang phục mà ở tại một cái nông thôn đó không thể nào mặc được, nhưng mà cái cô gái này, một cái người thợ may đã trở lại cái vùng nông thôn đó và biến đổi cái khu làng đó thành một khu làng thời trang. Tuy nhiên trong cái sự việc liên quan đến thời trang, nó cũng có một cái secret, nó có một cái bí mật về một cái vụ việc gây chết người lúc cô bé này năm 10 tuổi. Và cái vụ việc này làm xoay chuyển hết tất cả mọi thứ, nó làm cho những cái kết cục của cái câu chuyện nó hay hơn, nó thú vị hơn, và làm cho chúng ta phải đoán là cái cách tiếp nó sẽ như thế nào, câu chuyện tiếp nó sẽ như thế nào, và câu chuyện tình yêu của cô gái nó sẽ đi về đâu, trong khi trong lòng của cô vẫn có một cái sự hận thù nào đó mà chưa có thể vứt ra được. Thì đây là một cái bộ phim mà Hằng Ni thấy những người yêu thời trang, những người yêu cách diễn xuất vô cùng hay có Kate Winslet phải đi coi, yêu cái sự sexy của Liam Hemsworth phải đi coi. Calm down. Bình tĩnh. Tại vì hai đứa, Sophie, Bảo Trân và Hằng Ni đều thích chàng diễn viên này. Yes. Cho nên khi mà thấy cái cảnh mà anh ta... Hiểu rồi. Nói tới đó là hiểu rồi. Kind of like that. Thì nó cũng rất là thú vị. Anyways, it's a good movie. Wow, phim này nghe thấy hấp dẫn thiệt. Yeah. Và Bảo Trân chắc là phải đi xem phim này sau khi nghe lời giới thiệu của Hằng Ni. Và phim kế tiếp, Bảo Trân và Hằng Ni xin giới thiệu đến quý vị là một phim tâm lý mang tên là Goat, con dê. Xin mời quý vị xem clip giới thiệu sau đây. Your mom said you're thinking about bailing on school. I'm not bailing on it. It's already accepted for the fall. Plus, Phi Sig is only rushing in the fall. Dude, are you in Phi Sig? I am, yeah. That's awesome. So what's up with Rush? Can anybody come out, or? Yeah, of course. Yeah, we actually get a party on Saturday. This is Phi. Câu chuyện cậu bé chăn dê. Do cuộc sống cực khổ khi lên 19 tuổi, cậu quyết định tham gia vào cuộc tuyển sinh vào đại học cùng người anh trai của mình. Ở đó, cậu biến thành một người khác và bắt đầu biết tham gia vào những cuộc chơi thâu đêm, những quán bar vũ trường dưới sự dẫn dắt của người gọi là anh trai. Cuộc sống như thế cứ đưa đẩy cậu từ một cậu bé chân dê thành một gã quậy phá tưng bừng. Và rồi một ngày, cậu chợt nhận ra bản thân của mình đã thay đổi. Và thưa quý vị, như quý vị thấy, phim này có nam diễn viên kim ca sĩ rất là nổi tiếng, đó là Nick Jonas, và cũng có nam diễn viên Ben Schnetzer, Gus Halper và Danny Flaherty. Đây là phim của đạo diễn Andrew Neil. Who was the first president? George Washington, sir. Wrong. Drink. Who shot John F. Kennedy? I don't know. Wrong. Drink. Guantanamo style. There we go. Look, I went through this myself, right? They just do this to weed out the weak ones. Is this pledge getting weirder? The pledge has got to go through hell. Otherwise, what's the point? Maybe you should just quit. Dude, if you quit, you're just another guy that couldn't hack it. I'm having sex for the first time in my life. No, I'm not stupid. That's not because of me. None of it matters at all. This matters to me. Look, we haven't been doing anything that every other fraternity on campus hasn't been doing. Clutch me in the stomach! Father, Phi, Sigma, Mu, we are brothers through and through. Tell them cops to never lie. We are brothers till we die. We are brothers till we die. We are brothers till we die. Ở Việt Nam chúng ta thì có những cậu bé chân trâu, còn ở Mỹ thì có những cậu bé chân dê. Ai báo chân dê là khổ. Chân dê sướng lắm chứ. Vâng, thưa quý vị, đây là phim nói về các câu lạc bộ fraternity trong các trường học. Nhưng mà bà Trân thấy là
không học chút nào hết. Nhân dịp đây thì bà Trân biết là có các em đang bắt đầu đi học đại học hay là đang trở lại tới trường học, thì xin các quý phụ huynh ở nhà nhớ khuyên cho các em là có những cái câu lạc bộ ở trường thì tập trung vào cái việc giống như là làm tình nguyện viên hay là giúp đỡ cho cộng đồng hoặc là cũng có giúp cho cái việc mà tiếp xúc với nhau, networking rất là tốt. Nhưng mà cũng có những cái câu lạc bộ ở trường thì cũng không tốt luôn, cho nên là nhớ đây là lời cảnh cáo cho các em trẻ hơn, nhớ là mình chọn người bạn đúng, tại vì gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Vâng, rất là hay. Bây giờ thì bộ phim cuối cùng hôm nay chắc là một bộ phim khá là thú vị đó. Một bộ phim dê, hồi nãy hơi mình trả lời dê, có đi coi không? Muốn đi coi bộ phim đó không? Bà Trân thấy cũng không cần thiết. Không cần thiết. Bà Trân thấy là phim The Dressmaker thì thấy có thể là hay hơn đối với Bảo Trân. Và vừa rồi thì mình vừa xem phim Con Dê nói về tình cảm anh em. Và phim kế tiếp cũng nói về tình cảm anh em luôn. Xin mời quý vị xem clip giới thiệu của My Blind Brother. I had a really good time last night. So can I call you sometime? I don't think that's a great idea. Kính thưa quý vị, đây là một bộ phim hài tình cảm rất là đáng yêu. Giữa cậu em trai mù nghịch ngợm Robbie đã khiến cho người anh trai của mình phải đau đầu khi hai anh em rơi vào tình huống cùng thích một cô gái. Phim mang đến hàng loạt những trải nghiệm vui nhộn thú vị cho tất cả các khán giả. Vâng, thưa quý vị, và phim này có những diễn viên như là Jenny Slate, Adam Scott, Zoe Kazan và Nick Kroll. Và đây là phim của người đạo diễn cùng tên với Bảo Trân, đó là Sophie Goodhart. We actually have met before. What? How do you guys know each other? Socially. You didn't tell me that your brother was blind. I'm pretty sure I did. I was blindy. He kissed me, and then I said, oh, I don't feel that way about you. And then he just looked really sad, so I kissed him. Because you didn't want him to look so sad? He's incredibly nice. Is she hot, or is she a pig? She's nice looking. You're doing great, Rob! What? I just said you're doing great. I know. You're Excuse me, do you mind trying to eat dinner over here? Rob, he's disabled. I'm disabled. Oh my God. And you have no feelings for Bill whatsoever. Honestly, who cares? I can't trust my feelings. You are so jealous of me, it's pathetic. Guys, please, this is not gonna help anything. Look, you know that I really appreciate what you both have done for me, right? Totally. How are you doing this? I have pretty advanced spatial awareness and memory. A blind driver? I don't know about that. Không biết là bà Trân có tin tưởng mà để cho một người mù lái xe không? Chắc chắn lúc đó là thấy được, Bảo Trân cũng không tin nữa, không chi là người mù. Thấy được cũng tin, không chi là người mù. Anyway, cũng là một bộ phim rất là thú vị, hài hước, tình cảm, nói về tình anh em và tình yêu trai gái. Đặc biệt là một người mù có thể bơi nữa. Ok, that's a good inspiration. Chắc là hay, như vậy mới hay. Chắc là hay, chứ lạ, không biết hay không mà lạ. Anyway, xin thưa quý vị, 5 bộ phim hôm nay Sophie Bảo Trân và Honey gửi đến cho quý vị 4 bộ phim mới và 1 bộ phim cũ được chiếu lại. Mong rằng quý vị đã chọn cho mình một cái bộ phim để đi xem. Riêng Sophie thì xem bộ phim nào? Bảo Trân thì thích xem phim The Stork. The Stork. Tại vì thích về câu chuyện của em bé và hoạt hình rất là dễ thương. Thích em bé là chắc mai này nhanh lắm sẽ có em bé đây. Thank you. Anyway, xin thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Sophie Bảo Trân và Honey sẽ hẹn gặp tất cả quý vị gặp vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào quý vị.